Con suối phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm hộ dân bất ngờ đổi màu đen kéo theo cá chết hàng loạt. Vào sáng ngày 29 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Hua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt trên dòng suối 33 chảy qua địa bàn thôn 2, xã Ea Hua. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Hua, chiều 28 tháng 4, nước của dòng suối 33 liên tục đổi màu đen, sau đó xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt nổi lên. Ngay sau khi nhận được tin báo, xã đã cử cán bộ xuống ghi nhận hiện trường và báo cáo lên huyện. Theo ghi nhận tại hiện trường vào sáng ngày 29 tháng 4, nước toàn bộ trên dòng suối 33 có màu đen ngòm, cá chết trắng cả dòng suối. Phía trên cống xả của trang trại nuôi heo Ba Gian, một nguồn nước đen ngòm hôi thối được xả thẳng ra dòng suối. Tuy nhiên, về xác định có hay không các trang trại nuôi heo này xả thải ra môi trường gây cái chết hàng loạt thì các cơ quan chức năng của huyện đang tiến hành điều tra làm rõ. Người dân tại đây cho biết suối 33 là nguồn tưới tiêu cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn 2 xã Ea Hua và Ea Ue, huyện Bundon.